Hello, em xin chào toàn thể quý anh em nha. Tối chủ nhật nha anh em. Tối chủ nhật lên sóng với anh em vài món ve chai. Hổng gài. Hổng gài em có một cái anh ở trên YouTube. Không biết anh cay cú em cái gì. Mà em cũng không có chặn bình luận anh nữa, tại em thấy ảnh comment nó cũng mắc cười, bởi vì em không có chặn bình luận anh để cho anh bình luận cho nhiều khi nó có kênh, nó có tương tác. Em không biết em có làm mất lòng ảnh cái gì không, biết anh cay cú em gì hay là anh mua đồ em không bán. Mà video này em đăng ảnh cũng vô nói đồ ế quay đi quay lại hoài. Tiếu liền chứ. Rồi video tối nay em lên để anh em về món dây chay tiếp tục nè. Anh gì anh Trần Tiến rồi. Đúng rồi, anh Trần Tiến gì 1138 gì đó, đồ ế em quay nữa nè anh Tiến rồi. Nè đồ ế nè mà em treo lên chơi gì nè đó, đồ ế không phải không, đồ ế em treo lên chơi gì đó, một đĩa 110 nè, nó không có đẹp gì mấy đâu, nó ế gì đây, em treo lên chơi gì nè anh Tiến. Đó là hai cặp luôn nè, phục đĩa quay 110 là sơn zin nó như vậy nè, nó đồ ế em treo lên gì nè đó, phục sau 110 là như toàn luôn nè đó, treo lên chơi nè, ế nè, má đùm sau nè, ế treo lên chơi gì nè, thấy không nè, bánh tồn mới em treo đùm tồn mới em treo lên chơi gì đó đó, bắt lòng tồn 99 2000 mới em treo lên chơi gì đó. Nữa nè anh Trần Tiến rồi, bữa nay em mới mua được anh em bữa nay em mới mua được năm cái vỏ, năm cặp vỏ phục đĩa, năm cặp vỏ phục đĩa quay bữa nay em mua được năm cặp vỏ phục đĩa quay quay thái 103 204 tồn tồn nha anh em, năm cặp trùng mã luôn nha anh em, mấy cặp này em tuyển vip trùng mã nha, năm cặp vỏ phục đĩa quay thái 203 204 tồn chưa xài luôn anh em, KT nha, 203 anh em, 203 cặp này đất 203 203 tồn chưa xài luôn nha anh em, KT 20R này, AB-8 AB nha anh em, mã AB nha, chứ không phải HKM nha, này quay 100 thái 203 204 tồn chưa xài luôn nè anh em, mực còn luôn nè, vỏ phục nha anh em, nói chung mắc lắm nha anh em, không rẻ đâu nha, một cặp này là bán 3,2 triệu một cặp đó nha anh em, 3,2 triệu một cặp á. Phục đĩa, bởi anh em nào mà chơi căng á, anh em có ti sẵn anh em về anh em vô nè anh Trần Tiến. Tiếu thì cũng nội ơi nè đó, em ba em ấy em quay đi quay lại hoài, em mua vài cặp phục vỏ phục tồn đĩa đồ chơi bố lá tồn nè anh em, bố lá tồn nè anh Trần Tiến. Tiếu thì nè, bố lá tồn nè, em mua được 10 bộ để treo chơi vậy nè đó, bố lá quay 110 tồn mua được 10 bộ, bố lá quay 110 thái hàng niêu, thì nói chung hàng niêu bây giờ em dẹp em nghỉ làm nghe anh em, tại hàng niêu lúc này làm có được đâu. Đó em nghe thôi, anh em nào làm thì nói chung việc anh em làm anh em tự biết. Bố lá quay 110 thái tồn nè, nó khác bố niêu nha anh em, cái màu nó khác bố niêu, anh em quen mắt nếu anh em nhìn thường xuyên anh em biết liền à, với lại cái mã nó cũng khác nha anh em, chữ 107 này chữ nhỏ nè, chữ nét hơn nè anh em thấy không đó, màu nó cũng khác nữa, với lại ở đây nó đóng ST15 nè, nói chung hàng này nó cái đát nó khoảng 20, cái này nó 202 anh em, bố lá này tồn 202, bố lá quay 110 thái tồn 202, cái mã ST15 nè anh em, ST nha, chứ nó không có đóng FV nữa nha anh em, ST nha. Còn thằng bố lá quay 110 hàng zin chính hãng không ra Thái Lan mới thì nó FP, chữ F với chữ B phở á, thì một bộ nó bốn lá là em giao anh em là coi bốn lá bố là 550.000, nó mắc hơn thằng kia 200 á, bố lá niêu thì nó 350, hàng này nó 550, 202 đúng rồi, bố lá quay 110 thái tồn 202 nè, quay 110 thái nó có đời 202 đó nghe anh em, cái mã niền của nó là cái mã chữ S, mã HS rồi đó. Đó anh Trần Tiến ơi, em ế quá em mua đồ em chơi chơi. Rồi nói chơi em chọc anh thì anh chơi quá anh tức anh cài cú anh lên comment nữa chết anh với em ghi mình rồi, em khịa đến khi nào mình chịu hết nổi em mới thôi, tính em nhây lắm. Quên nữa anh em, sườn lóc giấy quay 110 thái MT em còn hai bộ, hồ sơ cầm tay hết, nói chung anh em thời điểm này đó, anh em đòi sườn lóc giấy MTE cặp là không có giá rẻ nha, một chục ăn lên nha anh em đó, em còn hai bộ,
bô nè em ấy quá, bô 1985 ấy quá, em treo lủng khủng hết trơn, em thấy không? Đó ấy quá em treo đây nè, trời ơi ở đây hai cây mới về nè. Ừ anh Khang ơi, em chưa có rửa nên anh Khang ơi, chưa có rửa chưa chụp cho anh được đâu, công việc em lu bu quá nè. Trời ơi câm liền tồn ế quá, treo lủng khủng hết trơn. Anh Tiến rồi, Trần Tiến anh Trần Tiến 1138 cày em dữ lắm quá, video nào cũng vô comment đồ bán ế quay lại hoài làm biến xô đơn cho anh em thôi, công việc em nhiều lắm không có rảnh đâu mà đi làm cái chuyện khơi khơi đó anh em. Vô bán hàng nha, thì anh chơi xíu thôi, chiều em có rửa mớ đồ cùi dĩa quen 110 thái đời 2000, em rửa sạch tưng hết trơn, anh em về với việc lắp thôi. Không không nè, cùi dĩa quay thái 110 đời 2000 à, rửa vậy sạch quá, bán ế nữa quá tà, bán cho anh Trần Tiến nữa quá, anh Trần Tiến 1138 rửa sạch quá, trắng quá chắc bán ế nữa 400. Nói chung cùi dĩa thường thường á, ở đây em còn mấy cái em chưa có rửa nữa, thí dụ như em chưa rửa thì 300, anh em về tự rửa đỡ tốn 100.000, em rửa sạch là 400 đó. Tán con nào con nấy là anh em nhìn là tán có chữ ếch hết nha, đó tán cạnh vuông băng nhẹ nhàng hết nha anh em. Cùi dĩa quay 110 trong này nó có đóng KFLF nè đó. Đầy đủ cục canh trên dưới đời 2000 ha anh em, xài cho gấp không xài ống chỉ, cục canh trên dưới đầy đủ nè 400. Rồi quên nữa, cái bách nạ đĩa quay 110 mà hồi chiều em quay chung với cái càng anh em, cái bách nạ này nè thì em bán rồi anh em ơi, bán cái bách nạ đĩa cho ông anh đó, bán bách nạ đĩa, giờ còn cái càng lẻ, còn cái bách nạ với cái càng này thì khách lấy rồi nè, ấy quá nè, bán có 800.000 khách mua mất tiêu của nó ấy, kinh khủng luôn trời, khổ thiệt quá cày dữ lắm nè. À, cái bát nạ đĩa đó thì chiều nó dính chung với cây càng á anh em, thì cái bát nạ em bán rồi em còn cây càng này màu gam thì anh em nói nhà binh rồi màu áo lính gì đó thì anh em chơi càng theo xe thì anh em lấy càng này whip nha, cây càng này bán 500 xanh lè luôn nè, cái này nằm trong góc khuất anh em rửa chưa được, anh em về anh em rửa thêm, mà nói chung anh em không cần rửa đâu, anh em về anh em xịt G77 vô á, cái anh em lấy cái cọ anh em chùi nó sạch, cái anh em lấy khăn giấy gì đó anh em chùi nó sạch là được rồi, anh em không biết rửa nước lọt vô nó hư càng công nữa. Con tán này chưa xét luôn nha anh em, cây càng này bán 500 ấy nữa, trời ơi trời khổ con tán dằn khè nè, càng chưa chỉnh nè nha anh em, bao kêu nha, trong thanh to rõ 500. Rồi bữa nay em có được hai cục mô bin sườn quay 110 thái đẹp không anh em ơi, đó tách FNL 504 CD Thái Lan, chiều ngồi rửa sạch quá chắc băng ế nó qua, anh Trần Tiến 1138 đời 2000 anh em, tháng 9 năm 2000 không nứt bể, thun cao áp không tét, em nhớ nó còn cái đống đát 2000 mm đâu đây nè, chắc rửa bay mẹ cái đát ở đây nè, giật cái tẩu ra thấy liền nè, tại vì nó nằm nó ăn mí trong cái tẩu này miếng đây nè anh em, 2000 nè, hai số 0 nè, giật cái luôn đi, để anh Trần Tiến nói, để anh Trần Tiến 1138 anh comment anh nói bán che giấu nữa nè, ba số 0 rồi nè, nhóm cái xíu nữa thấy à nè, 2000 nè đó, ok chưa. Còn cái tẩu này thì để em coi coi, tẩu này phe gài nó gãy ha, phe gài nó gãy ha anh em ha, đó bán có sao nói vậy, tẩu gài xài bình thường nhưng mà gãy phe gài, gãy thì nó gãy. Rồi thường thường mô bin á thì em bán giá 500 mô bin không, còn cái tẩu gãy phe gài bán 100.000, xài bình thường em cam kết với anh em là xài bình thường nha, nhưng mà nó gãy thì em nói gãy, rồi em bán 600 cục mô bin, anh em không có lấy tẩu thì 500. Đây còn cục nè, chữ to không à, tách FL 504 CD Thái Lan này cũng 2000 luôn, tháng 9 năm 2000, hai cục như nhau, thun cao áp thì nó không có tét gì cả. Tẩu này á, cái tẩu này á là nó like cái tẩu E Black FI, nhưng mà hàng này hàng theo xe chứ không phải hàng mới. Tẩu này thì phe gài cũng gãy đó, em tính anh em cục này giá 500.000 thôi, anh em mua được cục này thì được cái cục tẩu uri đó.
Vỏ phục đĩa tồn quay thái 203, 204 này là 3,2 triệu một cặp nha anh em. Anh em có ti thì về anh em vô là anh em xài. Anh em thí dụ như anh em đang đi phục đùm, anh em muốn lên đĩa mà anh em không muốn mua cặp phục đĩa về sơn lại thì anh em chơi cái hệ này. Đó. Anh em sơn lại thì đâu đẹp bằng sơn zin của nhà sản xuất. Chắc chắn là không đẹp bằng rồi, mà phôi của anh em nó bị trầy thì sơn không đẹp nữa, tùy anh em thôi. Anh em mua cặp phục đĩa giờ sòn sòn, giờ em cho anh em mua 2,5 triệu, anh em nhắm 500 ngàn, anh em sơn lại nó đẹp không? Ừ. Quan trọng là chỗ đó thôi, tùy anh em. Ừ. Trần Tiến anh cây em dữ lắm, mã AP ha, KAT trang như quay 110 luôn, đắt 2,3. Cặp này tồn trùng mã luôn này, AB-8 nè, AB-8 nè, cặp này 3,2 triệu một cặp ha. Anh em xài liên hệ em. Bố lá này 550 ngàn bộ, tồn 202. Cần thắng quay 110 thái, đời 99, luôn đũa thắng này bán cho anh em 700. Cái cần này giả dứ là hầu như không có chạy luôn nha anh em. Giả dứ có chạy, nói chung cây nào theo xe cũng chạy chứ, nhưng mà cây này chạy rất là ít, chỉ có bị sớt sớt chỗ này chút xíu gì thôi nè. Đó, phớt phớt chỗ này chút thôi, còn ngoài ra khúc trên khúc dưới chưa có chạy. Đó, ở dưới dạ có đóng chữ S nè. Ừ. Gai to nhưng mà nói chung gai nó có mòn anh em, gai nó mòn bên như nè, còn một bên gai đẹp, bên này gai đẹp nè. Ừ. 99 nha anh em, cộng nhỏ 99 cộng nhỏ đó, luôn đũa thắng luôn, em bán anh em giá 600 đi, chung đồ tầm trung thì em bán giá tầm trung 600 vậy đi. Rồi gác máy 2 tầng thì bữa nay có được 2 cây, cây này vậy nè, thì bán cho anh em cây này nó ngay thẳng vậy nè, ốc tán nó còn xanh lè vậy nè, nó thun con là về cui vậy nè, cái nào em nói zin là zin, cái nào nó về anh em làm mà làm đó, thun con còn đẹp thì để luôn anh em đó. Anh em đòi chữ L phải không nè, chữ L thì có chữ L đó, đúng 110 đó, công em rửa, thường thường em bán 500, công em rửa thêm vô 550 ngàn. Cái này lụm kem, còn cái này có luôn cái chống nghiêng, có luôn cái chống nghiêng á, thì cây này đẹp hơn nha, cây này nó đẹp hơn. Nếu anh em lấy cái cây gắt máy không bán 600, cây này thêm cái chống nghiêng vô cho em 200 nữa, 800, chống nghiêng là đời 99 luôn nè, chữ V bự chà bá luôn, đúng đời 99, dò lò so tán zin theo xe. Cây chống nghiêng nó có mòn nhẹ nha anh em, nó chỉ phớt đít một miếng thôi đó. Cây chống nghiêng lấy lẻ, cây chống nghiêng này em tính cho anh em giá 2 xị nè, cây chống nghiêng 200, còn cây gắt máy 600, là cộng lại là 800. Ừ. Em rửa sạch hết trơn rồi, về anh em lắp lên xe thôi. Ừ. Ốc số mự chỉnh chu hết, không có lỗi. Ừ. Đó, anh Trần Tiến nè, anh vô anh chửi em nữa chứ không đâu chứ. Khổ, anh Trần Tiến 1138. Anh gặp em mà anh biết, gặp đúng thánh ngay rồi. Chẳng 3 chiều em mới rửa được cây nhìn cũng được nè, anh Trần Tiến 1138. Nhìn cũng được các anh em, ốc tán cũng ngon lành cành đào lắm. Nói thẳng với anh em là ốc tán đẹp đó. Ừ. Cây này em bán 600. Chén dứ bao không lỏng nha, khỏi về khỏi đóng lại, xài chén zin cho nó ngon. Cây này mã gì? Cây này mã 99. 99 hay là 93? 93 anh em ơi, 93. Mã 93, sơn zin nha, không có dặm tút. Đó, em rửa sạch tưng như nè, về anh em bữa thôi thì 600. 600 nhưng mà anh em được cái này nè, cái chén của người ta anh em nhìn nè, cái cổ trên của người ta nè, anh em gờ nó mịn còn hơn là không, chưa có miếng bơ miếng sần là gì mà. Ừ, còn chén của người ta nè. Ừ, chưa có dấu gì dập gì trơn nha, đó về xài luôn, ok chưa, bán 600 ngay băng. Còn cái thùng xăng nè, lâu lâu em được cái thùng xăng này nó xấu quá à. Trần Tiến 1138. À, không biết em làm gì ảnh mà anh cây cứu em giữ không biết. Như tồn luôn nha anh em. Đúng quay 110 nè, chữ C nè anh em. Đời 2000 nè, 00B nè, 26Y00B. Thùng xăng này là em chưa bắt cà na nha, về anh em bắt cà na lại nha, hồi chiều chứ mới rửa cho nó sạch sẽ thôi. Bắt yên đó nè. Nói thiệt với anh em luôn á, nói không phải xạo chứ em nói thẳng luôn, cái những cái con xe mà ở trên xe nhà của những anh em mà đang chạy luôn, em nói uy tín với anh em luôn á,
cỡ những con xe mà ông anh em à, bản thân em luôn đi mua những con xe 70 mấy triệu luôn, chưa chắc thì có bộ bách yên cỡ này nữa nghe anh em. Đó nè, cái gâu nè, cái này nó bị móc thôi, về anh em xịt G77 vô tại chịu em rửa. Chứ mà đó anh xạo xạo với em ấy, anh Trần Tiến. Em rất là bình dân, chơi với anh em là chơi bình dân, mình người miền Tây, nói không có nói bằng cái miệng, nói là bằng người thật, người thật có, nói không có là thôi nha. Tàu lao bí lao xâm bí đau thiệt. Sơn ghim không qua dẫm tốt nha anh em, hai bên này là chưa bông gì luôn nè, nắp xăng nè. Cái thùng xăng này em bán giá 1.800.000 đó, anh em cảm thấy mắc bỏ qua, nó lại chân tiếp chích bà rồi. Nắp xăng này là chiều ở trong này em chưa rửa luôn nè. Cái gì này là chưa nổ sơn luôn nè, thẳng băng ở trong là chưa ga ten nha, ok chưa. Rồi nó bắt yên này nè, bắt yên này để G77 dùng cái thối tiền mới sợ, còn mực xanh nó mới chết này nè chứ. Nè thùng xăng nè, chưa có bắt cà na cà nêu gì đâu, ở dưới nè. Chưa nổ luôn nè, thấy chưa, biết mình nó nấu biết im đi khoảng khoảng gì đó không, không biết anh chơi xe được nhiêu, đẳng cấp của anh nó tới đâu rồi em không biết, nhưng mà em thấy cái đẳng cấp miệng của anh hơi bị dữ rồi đó. Cây em dữ lắm cái gì á. Còn ở đây nè, có thêm cây ghi đông sò kỹ thắng đĩa nè, chiều mới rửa nè. Đó anh em nào đúng chân đúng ý thì mình chơi đó, mực còn xanh nè, tán nè. Cây ghi đông sọ khỉ này em mua dính với tay dây heo đúng đời đúng theo xe của nó, thì anh em muốn mua cơm lê thì bán cơm lê báo giá luôn nè, ghi đông sọ khỉ với tay dây heo luôn bán anh em 3.800.000. Còn anh em mua lẻ cây ghi đông này á, em bán cây ghi đông sọ khỉ này nè, là cây ghi đông sọ khỉ là nó có hai cái hai gù hai bên, lỗi gù đối trọng ở bên trong. Bao tay này thì khỏi nói tới đi ha, tại bao tay theo xe không có xài được đâu. Đó ghi đông sọ khỉ em bán lẻ, ghi đông sọ khỉ gì nè, bán cho anh em giá 800.000. Đồ em có mấy món quay hoài anh ơi, có đồ đâu nhiều bán, xe ở ngoài kìa, chưa có gã ra kịp, nó trong nhà còn 2-3 chiếc nữa kìa, đồ đạt gì đâu, ba cái đồ quỷ này mà, phải không anh? Anh chọc anh chừng nào mà cho anh tức, tức anh làm cái gì không em không được, cái bánh cây chịu hết nổi thì thôi. Tay dây heo này em bán anh em giá 3.000.000, cái tay này ghim theo xe luôn nè, cái tay thắng này nè là ghim theo xe luôn. Em bán anh em 3.000.000, tay thắng này ghim theo xe mà còn luôn nè. Đó tóc tay tóc tiết là còn ngon lành hết, đang xài bình thường vậy anh em gắn lên là xài liền, con heo là sơn kim cọp luôn nè. Chiều em mới rửa mấy cái bát này, nói chung anh em xịt G77 lên nha anh em, lá xanh lè à, tại vì em rửa xong rồi em phơi nắng thì lu bu tới giờ này luôn. Heo quay 110 thái đời 2000, sơn kim anh em nhìn nó mướt ghê hồn không, tán trên tán dưới này là chưa mở ra luôn nha anh em, đúng đời 2000 nè, không gì nè, không ép gì mấy gì nè đó. Đúng đời 2000 nha anh em, sơn kim nè đó, anh em mà chơi thì liên hệ em đó. Bộ tay dây heo này em bán 3.000.000, bắt kẹp dây dầu nè. Dây dầu nè, không có một miếng gì mà gọi là bị đứt nối gì trơn, một miếng gì mà đứt nối gì trơn, để chữ C này cho anh em luôn. Cái chỗ này nè thì em cũng nói với anh em luôn, nó bị tét cái ống nhựa bên ngoài đó, em sẽ khứa là cho anh em cho đẹp, em sẽ bút dây rút lại, trên này nó có bị tét một chút xíu vậy ha, còn ngoài ra là không có bị xớt thịt xớt thiết gì một miếng nào hết trơn. Tay dây heo này á, bán 3.000.000, anh em mua lẻ nào em bán nấy à, em dễ lắm.
Ờ quên á, ông anh nó mới giục cho cặp phục phụ 1 hay là 2 nè, cặp này tuy đẹp không xì á, nhúng không xì sượng, đang nhúng ngon. Chưa phục hồi luôn á. Đó. Cặp này bán cho anh em giá 500 ngàn. Tuy nè, đẹp cực kỳ luôn, chưa phục hồi luôn nha anh em. Tuy đẹp long lanh, chưa phục hồi, chưa động chạm. Đó, bán 500 ngàn, bao nhúng. Nhúng rất là nhẹ nha anh em. Nhúng nhẹ lắm. Bao không xì sượng nha, tuy đẹp nha, 500. Phục đĩa ha, anh em chơi liên hệ em phụ 1 hay là 2 nha. Ừ, 2 là 2. Sơn kim 6 nha. Nhúng ngon. Rồi. Thôi em chào anh em nha. Ê, anh Trần Tiến anh nói em nó phép nên công. Tiếu thiệt. Nè, em mới chết đùm tộm luôn lần tủ gì chân chơi là được không ạ? Cắp tồn để chân chơi vậy đó. Đi xe kim lùng nè, mua lần chục cục hay chục cục chân chơi gì được không? Chào anh em nha.